Em trai con cũng đang muốn là có em bé trai, nhưng mà nó hơi chững chạc một chút đi. Thế phải, nhưng mà con có nhờ thầy xem sức khỏe của bố mẹ con không? Cái sao Phùng Minh mà nó cũng Phúc Đức là cái dòng họ đấy dễ tiệt tự. Thế là cô không đẻ được Dạ. con trai này, em trai không đẻ được con trai này, rồi cái dòng họ này con trai rất là ít này. Đấy thì cái khả Dạ. độ muốn giải Phùng Minh cũng Đức thì có gia phả, có tốt nhất là có năm đời giải oan cắt kết thì sẽ có nha. Mà cô thì lá số cũng khá thành đạt rồi, mình là người có hoa lộc, có hoa khoa, kiến thức có, quan lộc có, công việc có, vị thế có, hay lo cho Phúc Đức là quá tuyệt vời. Và muốn giải được cung Phúc Đức thì không khó đối với thầy lắm, lấy gia phả thầy sẽ xử lý cho nhá. Thì em trai của mình cái việc sinh con trai nó mới thuận lợi, không có sau này là dễ tiệt tự, không có ai thờ cúng các cụ cả. Dạ. Để Phục Minh mà đóng cung Phúc Đức thì bố cũng hay ốm đau và tuổi thọ của bố cũng không được cao cho lắm. Cái cung Phúc Đức Ừ, là cung quan trọng nhất, và sợ nhất cung Phúc Đức là sao Phục Minh. Sao Phục Minh là sao nó có thể làm cho đàn ông mất trẻ, gia đình tiệt tự nha. cái này thì tại vì cái ngày nhỏ nhỏ thì con cứ hay nghe bà nội nói chuyện là cũng không hiểu là bị mắc ở cái đoạn nào ấy mà ông nội con người ta gọi đánh đồng thiếc ấy, đánh đồng thiếc xuống để gặp nhưng mà cũng không 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 ai không lên được. không gọi lên được, Thế đúng rồi rồi. là cái dòng họ cũng hay bị có các bác các cụ các ông là hay mất trẻ, hay nam hay mất trẻ, nên là cứ từ ngày bé bé thì con cũng nghe như vậy. Nên là nhà con thì cũng bố con thì cũng mong muốn là có cháu trai nhưng mà cũng chưa chưa đạt được, chưa mong muốn được, thì con cũng muốn nhờ thầy xem. Ok, đánh đồng thiếc để gọi hồn lên, nhưng vì Phục Minh nó cũng Phúc Đức nó bắt nó nhốt không lên được nha. Thầy sẽ giúp giải phả độ gia tiên, giải oan cắt kết, rồi thầy sẽ gọi ông nội lên cho. Dạ. Đấy là cái thời ông nội con làm, cái ngày ngày đấy là ngày bà nội con kể lại. Thế còn đâu thì cái gì nhỉ? Đấy, cái đấy là cái thầy giải quyết cái vấn đề phục binh, với cả cái thầy xem giúp con là sức khỏe của ông chồng con. Sức khỏe của ông chồng nó cũng phụ thuộc vào cung điển cạch nữa, vì ông chồng cũng là lớn tuổi có sao suy rồi, lại gặp địa không địa kiếp phục binh cung Phúc Đức nó cũng chiếu vào ông ấy luôn, mà đang ở trên đất cô thần quả tú không tốt, nên là nên sửa cung điển cạch nữa để cho Cái chồng đất có sức là khỏe đất ở tốt bên hơn. này đấy ạ, Đúng rồi, đất miền Úc ấy, đất để con cho, đang ở bên đây. đúng rồi, để cho ông chồng sức khỏe tốt hơn nha. Vì mình năm nay 47 tuổi, mình đang ở cái đại vận phá quân, sao phá quân cũng không tốt cho sức khỏe của chồng. Rồi đến sang năm đến sang sau đến mình đến 55 tuổi, đại vận 55 rồi, có cô thần quả tú lúc đấy là mình chồng dễ đi sớm, hay là cố gắng sửa cung điển trạch cho Chồng con sinh năm 64, chồng. tuổi Giáp Thìn đấy ạ, năm nay Ok. 60 tuổi. Đấy thì cái cung cái đấy thì sửa cung điển trạch nhá. Và cung điền trạch bản thân con ấy thì tại vì cũng vừa để các bạn hỏi thì cũng đang băn khoăn cái vấn đề là cái giờ sinh của con ấy, thì cái bản thân của con là khi sinh ra là kiểu như ông nội đã bảo là cái xây nhà cái gì đấy thì con là sẽ bị cái tật ở chân đấy, thì con sinh ra con đã bị cái tật ở chân như vậy rồi, thì nói chung là mình cũng cố gắng và cuộc sống thì cũng không có đến cũng 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 khá là vất vả một tí thôi nhưng mà cũng khá là ổn, nhưng mà chỉ có đi học cứ vẫn cứ lo lắng về cho cái vấn đề của sức khỏe của mọi người Ok, rất của tốt. ông chồng Năm con. nay của cô là 47 tuổi, giờ đúng của cung Phúc Đức có sao Phục Minh. Mà cô nghĩ ngợi được vấn đề đấy thì chắc là nó giải được thôi, không khó lắm đâu nhá. Trợ lý của thầy sẽ hướng dẫn để thầy sửa cho, còn bản mệnh của mình thì chỉ có sao Phong Thần nó cũng mệnh thôi. Sau đấy sau này nó sẽ khiến cho mình dễ huyết áp. Nhá, trợ lý của Thì thầy sẽ công hướng việc dẫn. và công việc của con thì bên này nó có tốt không thầy? Quá Con tốt. cũng chỉ đi làm không ăn lương thôi. Mình là thân cư quan lộc, mà cung quan lộc có chồng sao vũ phúc là làm ăn có tiền có quyền, mà chồng được cũng có sao thiên phủ cũng kiếm tiền khá nữa. Mất hết, mất lâu chưa, Lọc hết rồi, mất lâu chưa? mất một vài năm nay rồi, mất một vài năm rồi, đi đường xe cộ hỏng hết, mua cái cứ sửa cái xe này xong cái hỏng chứ. Tại vì thiên mã đi với đại hao ấy. Thiên mã là xe cộ, đi với đại hao là tốn tiền xe cộ. Con tự xem ở trên mạng ấy, cũng giờ giấc này cũng tự xem để đọc thì người ta hóa giải cũng là sao cái cái vấn đấy đề cái xe đấy là cung cộ điển cũng trạch, cái đấy là cung điển trạch nha. Ở cung điển trạch có đại hao cô thần, là ở đất đấy nó tiền nó chạy chạy ra sửa cung điển trạch là được. Ok, trợ lý của thầy sẽ hướng dẫn, rồi thầy sẽ xử lý cho, lấy gia phả đi rồi thầy sẽ hướng dẫn nhá. thấy pha ra phả. Vâng ạ, rồi con cảm ơn thầy.